Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với Điểm tin 24 giờ của Tam Đan Media. Chương trình được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những tin đáng chú ý ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kể từ đầu năm sau, các hiệu thuốc sẽ không còn được nhận các ưu đãi mà hiện đang được cung cấp bởi các hãng bảo hiểm y tế nữa. Nhiều người lo ngại các cử tri ủng hộ ông Donald Trump và bà Kamala Harris sẽ có hành vi quá khích nếu kết quả bầu cử không theo ý muốn. Lễ hội nước mắm lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo người dân du khách tham gia, trong đó có nhiều du khách người nước ngoài. Kính thưa quý vị, các hiệu thuốc tại các làng nhỏ đang đối mặt với vấn đề là có thể họ sẽ phải đóng cửa. Kể từ đầu năm sau, các hiệu thuốc sẽ không còn được nhận các ưu đãi mà hiện đang được cung cấp bởi các hãng bảo hiểm y tế nữa. Theo ước tính của phòng dược phẩm, thì tại Séc đang có khoảng 40 hiệu thuốc đang phải đối mặt với vấn đề này. Một hiệu thuốc ở Osachina đã hoạt động được 20 năm và là hiệu thuốc duy nhất tại đây. Từ đầu năm sau, có thể hiệu thuốc này sẽ phải đóng cửa vì hiệu thuốc không còn trong danh sách nhận ưu đãi từ bảo hiểm y tế. Chủ sở hữu hiệu thuốc cho biết nếu họ bị tước khoản ưu đãi này, hiệu thuốc sẽ không thể tiếp tục hoạt động bởi nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận. Hiện nay chủ yếu những người cao tuổi là thường xuyên đến đây mua thuốc vì họ không có ai để mua thuốc giúp họ ở những nơi khác. Để có thể nhận được các ưu đãi, các hiệu thuốc đó phải đáp ứng một số điều kiện như tại khu vực đó phải có bác sĩ làm việc, thời gian mở cửa dài và khoảng cách các hiệu thuốc đủ xa, tức là thời gian di chuyển giữa các hiệu thuốc phải ít nhất 10 phút. Phát nguồn viên của VZP, Victoria Plivova cho biết, kết luận rút các khoản ưu đãi đối với một số hiệu thuốc là dựa theo dữ liệu mới nhất của năm vừa qua. Nếu một tuyến đường mới được hoàn thành và thời gian di chuyển được rút ngắn, khu vực đó sẽ tự động bị loại khỏi danh sách các khu vực di chuyển nhiều hơn 10 phút. Giá bơ tại Séc đang tăng lên. Kể từ đầu năm nay, giá bơ đã tăng thêm 1 phần 3 và theo khẩu sát sơ bộ thì giá của một cục bơ 250 g hiện đang được bán ra với giá là gần 70 kurun. Giá bơ tăng có thể gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình và các cơ sở làm bánh. Ngoài bơ thì giá sữa tại Séc cũng đang tăng lên. Giá sữa sẽ phụ thuộc vào chất lượng, tức là hàm lượng chất béo và chất đạm có trong sữa. Hiện nay giá của một lít sữa tươi chưa qua xử lý đang rơi vào khoảng 12 coron, tăng khoảng 38 hale kể từ đầu năm nay. Giá bơ đã tăng khoảng 1 phần 3 tính từ đầu năm nay. Theo dữ liệu sơ bộ của tháng 10 cho thấy tốc độ tăng giá của bơ khá nhanh. Điều này gây ảnh hưởng cho những người chuyên sử dụng bơ làm nguyên liệu chế biến, như các xưởng làm bánh. Điều này dẫn đến việc các loại bánh cũng sẽ bị tăng giá. Đối với một số loại bánh, giá có thể tăng từ 5 đến 10%. Các nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm không thống nhất được nguyên nhân vì sao giá bơ lại tăng mạnh vậy. Phát ngôn viên của phòng thực phẩm Marek Zamanek cho rằng nguyên nhân là do thị trường xét đang thiếu chất béo từ sữa và cũng do các cửa hàng tự tăng lợi nhuận. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Du lịch Thomas Broza lại cho rằng các nhà sản xuất xét đang cố gắng lợi dụng tình hình và tăng giá tối đa nhất có thể. Ông Zemanek cũng lưu ý rằng số liệu thống kê cho biết các nhà kinh doanh đã tăng giá khoảng 30 korun, trong khi các nhà sản xuất tăng 15 korun. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ đang chậm rãi quay trở lại với cuộc sống bình thường. Một số tuyến đường tại vùng Olomouc và Moravskoslezský hiện vẫn chưa hoạt động. Tuy nhiên, các hộ gia đình tại đây đã được khôi phục nguồn khí đốt. Một tháng rưỡi kể từ trận lụt tại Séc xảy ra, ở một số khu vực bị ảnh hưởng vẫn còn nhiều phù sa và rác. Sẽ còn mất rất nhiều thời gian nữa người dân tại đó mới có được cuộc sống bình thường như trước kia. Hiện vẫn còn nhiều gia đình chưa có khí đốt và họ chỉ được nối vào nguồn cung khí đốt tạm thời. Hàng km đường dài đã bị phá hỏng, mặc dù các tuyến đường dài này đang được sửa chữa, nhưng sẽ còn mất thời gian dài nó mới hoạt động trở lại. Như tuyến đường giữa Opava và Karavat dự tính sẽ hoạt động trở lại từ giữa năm sau. Nhiều người dân cũng gặp vấn đề về nguồn nước uống. Kết quả xét nghiệm nước tại nhiều giếng khoan cho thấy chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn. Đối với trẻ em còn đi học, các em đã phải học tại các cơ sở tạm thời như một trường tiểu học tại Chescaves. Học sinh đã học tập tại trường học được dựng tạm. Hiệu trưởng nhà trường tiên rằng trong tháng 11, học sinh cấp 2 sẽ có thể quay lại trường học. Ngoài cơ sở hạ tầng thì các con sông trong khu vực cũng bị lệch dòng chảy. Để điều chỉnh lại dòng chảy của các con sông sẽ cần thời gian và là công việc khá khó khăn. Các công việc sửa chữa bờ kè có thể kéo dài cả chục năm. Trong thời gian tới đây, những ai có ý định mua ô tô cũ cần phải rất cẩn trọng. Hiện nay, tại các cơ sở bán xe cũ hay trên mạng đang được giao bán các loại xe cũ mà theo các chuyên gia, chúng không khác gì một quả bom hẹn giờ. Những chiếc xe này đã từng bị ngập lụt và theo đánh giá của các hãng bảo hiểm, chúng đã bị hỏng hoàn toàn. Theo ước tính của Hiệp hội các công ty bảo hiểm xếp trận lũ lụt tháng 9 đã gây thiệt hại lên tới khoảng 16 tỷ koron. Nhiều ô tô đã bị hỏng nặng, lũ lụt không chỉ xảy ra tại Cộng hòa xếp mà còn cả tại các quốc gia lân cận. Các quốc gia may mắn tránh được lũ sẽ có thể gặp phải những vấn đề khác như khi họ muốn mua ô tô cũ. Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ các chủ xe Sbinyek Veseli cho biết, đây là vấn đề thường xuyên lặp lại mỗi khi có thiên tai lớn thì sẽ xuất hiện các quảng cáo riêng lẻ trên mạng hay tại các cơ sở bán xe cũ những chiếc xe đã bị hỏng do ngập lụt nhưng sẽ không công khai thông tin này cho khách hàng nhiều chiếc xe đã bị liệt vào danh sách là hỏng hoàn toàn nhưng chúng đã được sửa lại và bán như những chiếc xe bình thường những chiếc xe có vẻ bình thường này vẫn có thể hoạt động tiếp vài tháng tuy nhiên theo thời gian thì chúng sẽ bị dì xét hệ thống dẫn điện của xe cũng bị ảnh hưởng một đặc điểm để nhận biết chiếc xe có vấn đề là giá bán ra của chiếc xe khá thấp Ông Vesely cũng khuyên rằng nên xem xét thật kỹ chiếc xe cả trong lẫn ngoài nên chú ý đến mùi lạ của xe và độ ẩm bên trong xe. Nếu có thể hãy mời người có kinh nghiệm cùng kiểm tra hoặc kiểm tra thông tin về xe ở công ty bảo hiểm, xem chiếc xe có nằm trong danh sách bị ngập lụt hay không. Trong trường hợp không may mua phải xe bị ngập lụt và sau một thời gian xe bị hỏng, người mua có thể khiếu nại. Nếu người bán che giấu thông tin về chiếc xe từng bị ngập lụt, người mua có thể khởi kiện lên tòa. Theo số liệu của Eurostat, Liên minh châu Âu đã thải ra hơn 83 triệu tấn rác thải bao bì trong năm 2022. Tuy nhiên loại rác thải này cũng đang ngày càng được tái chế nhiều hơn. Chất thải được tạo ra nhiều nhất là giấy và bìa cứng. Mặt khác người dân EU lại vứt bỏ rác kim loại ít nhất. Ngày càng có nhiều người tái chế rác thải nhựa, nhiều nhất là ở Slovakia, sau đó là Bỉ, Đức và Slovenia. Ngược lại người dân ở Malta, Đan Mạch, Pháp và Áo rất ít khi tái chế rác thải nhựa. Cộng hòa Séc đứng thứ 8 trong số 27 quốc gia EU về tỷ lệ tái chế rác thải nhựa. Trong tất cả số bao bì nhựa mà người dân Séc đã vứt đi vào năm 2022, gần 50% trong số đó nằm trong thùng rác màu vàng, tức là thùng rác thải nhựa. Cuộc khảo sát cũng cho thấy mỗi năm một người châu Âu vứt bỏ đi khoảng 4 kg bao bì. Tuy nhiên nếu nhìn xa hơn về quá khứ, lượng rác thải bao bì đã tăng lên đáng kể. So với 10 năm trước, tức là từ năm 2012, số lượng rác thải bao bì mỗi người vứt đi tăng khoảng 32 kg. Rác thải nhựa bị vứt đi nhiều hơn khoảng 8 kg so với 10 năm trước. Ngày 26 tháng 10, trang báo điện tử CNN Prima News của Cộng hòa Séc đã có bài viết ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ của hang Sơn Đòn tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Theo đó, CNN Prima News viết, hang động của sông núi đó là cách gọi hang sơn đỏng, hang động lớn nhất thế giới. Cái tên thật sự phù hợp để miêu tả về hang sơn đỏng. Bên trong không gian núi đá khổng lồ, nằm giữa vườn quốc gia ở Việt Nam, không chỉ có một dòng sông mà còn có hai khu rừng rậm ở núi đá cao tới 80 mét. Theo các chuyên gia, hang sơn đỏng sâu đến mức thậm chí một số tòa nhà chọc trời ở New York cũng có thể nhét vừa bên trong. Khách du lịch có thể tận dụng ưu đãi độc đáo này và cắm trại bên trong hang động. Hang Sơn Đỏng là một trong những kỳ quan thiên nhiên có giá trị nhất thế giới được phát hiện vào năm 1991 bởi ông Hồ Khanh sinh năm 1969, trú tại Sơn Trạch, nay là thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục này nằm ở trung tâm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng của Việt Nam. Sau khi các chuyên gia khám phá và đo đạc hang động, họ tuyên bố đây là hang động lớn nhất thế giới vào năm 2010. Ở một số nơi, nó đạt tới độ cao lên tới 200m và chiều rộng 150m, theo trang web Dromedar. Nó có chiều dài đáng kinh ngạc là 9 km. Bên cạnh những loài thực vật đặc biệt, hang Sơn Đòn còn được biết đến là ngôi nhà của nhiều loài rơi, chim và một số loài cá sống ở sông ngầm. Theo Osalis, hóa thạch hơn 300 triệu năm tuổi cũng được tìm thấy trong hang động này. Một trong những điểm thu hút lớn nhất của hang động là khả năng cắm trại bên trong, tuy nhiên không phải ai cũng sẽ có trải nghiệm độc đáo này. Chỉ có một vài du khách được phép cắm trại mỗi năm, chính quyền địa phương đang cố gắng bảo vệ viên ngọc tự nhiên này. Ngoài ra, đường đến hang Sơn Đòn không hề dễ dàng, chuyến đi có thể mất tới 5 ngày và những người tham gia phải chuẩn bị cho những chuyến leo núi đầy thử thách và băng qua sông, rừng và mê cung dưới lòng đất. Vượt qua mọi thử thách cùng nước tăng lực Semtex khi mua 3 bịch Semtex 0,5 lít, khách hàng giữ hóa đơn và đăng nhập vào website tamdafood.eu gạch chéo Semtex Check để đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng Apple iPad. Chương trình áp dụng tại chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. thưa quý vị, Iran sẵn sàng đáp trả các hành động gây hấn của Israel, trong khi Tel Aviv tuyên bố sẽ lại đánh nếu Tehran có vòng leo thang mới. Các cuộc ăn miếng trả miếng giữa Israel và Iran làm dấy lên lo ngại về một xung đột lớn hơn ở khu vực. Sáng 26 tháng 10, Israel đã tấn công vào Iran nhằm trả đũa để đáp trả các cuộc tấn công liên tục trong nhiều tháng của Tehran. Theo đài Al hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn các nguồn tin cho biết Tehran sẵn sàng đáp trả các hành động gây hấn của israel vào nước này nhấn mạnh rằng israel sẽ nhận về phản ứng tương xứng với bất cứ hành động nào cho đến nay giới lãnh đạo của iran vẫn chưa lên tiếng bình luận chính thức về các đợt không kích của israel Iran được biết đến là lãnh đạo trục kháng chiến đối đầu với Israel ở Trung Đông, bao gồm các nhóm vũ trang trải dài khắp Iraq, Liban và Yemen. Trong năm qua, các nhóm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthis ở Yemen đã liên tục mở các chiến dịch tấn công Israel. Để đáp lại, Israel cũng tiến hành các chiến dịch tiêu diệt nhiều thủ lĩnh của những nhóm này. Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 26 tháng 10 thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao của nước này đang đánh giá tình hình an ninh sau khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm bảo Iran. Nhiều người lo ngại các cử tri ủng hộ ông Donald Trump và bà Kamala Harris sẽ có hành vi quá khích nếu kết quả bầu cử không theo ý muốn. Theo một cuộc thăm dò gần đây của YouGov, khoảng 27% người Mỹ lo ngại về khả năng xảy ra nội chiến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được thực hiện từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 bởi The Times và dự án Say24. Cuộc khảo sát cho thấy... 6% người tham gia tin rằng nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra và 21% nhận định nguy cơ cao. Theo kết quả của cuộc khảo sát, tỷ lệ những người ủng hộ ông Donald Trump và bà Kamala Harris nhận định về nội chiến gần như tương đương. Trong số 1.266 người trả lời, 12% cho biết họ sẵn sàng phản đối bằng hình thức bạo lực nếu cảm thấy ông Trump có hành vi gian lận bầu cử, trong khi 5% tuyên bố sẽ làm điều tương tự với bà Harris. Kết quả khảo sát phản ánh tình trạng chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ, với 84% cử tri thừa nhận về việc quốc gia này đang bất ổn hơn so với một thập kỷ trước. Sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Harris, Đảng Dân Chủ ban đầu cho thấy những dấu hiệu khả quan, thể hiện qua số phiếu thăm dò tăng lên. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát mới đây chỉ ra ông Trump đang dẫn đầu ở nhiều bang quan trọng, dù cách biệt không đáng kể. Hồi năm 2020, sau khi ông Trump thất bại, đám đông ủng hộ ông đã tập trung tại điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 2021, để phản đối chiến thắng của ông Biden dẫn đến một cuộc bạo loạn lịch sử. Hơn 1.450 người đã bị bắt và truy tố, trong đó có một số đối tượng phải chịu mức độ nghiêm trọng hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã phủ nhận các thông tin cho rằng ông vẫn giữ liên lạc với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan của Nga hôm 24 tháng 10, nhà báo Keir Simmons của hãng thông tấn NBC đã hỏi liệu ông Putin có các cuộc trao đổi riêng tư với cựu Tổng thống Mỹ hay không, Ông Putin phản hồi, đây là vấn đề gây chú ý trong nhiều năm nay. Có thời điểm ông Trump và Nga bị cáo buộc có liên quan. Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra ở Mỹ, mọi người, bao gồm cả quốc hội Mỹ đều kết luận rằng điều này là vô lý và chưa bao giờ xảy ra. Chính phủ Nga trước đây từng nhấn mạnh sẽ hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào được người dân Mỹ lựa chọn trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Ông Putin ngày 24 tháng 10 nhắc lại về việc bản thân sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ, với điều kiện Washington sẵn sàng đáp lại tương xứng. Ông Putin nhấn mạnh Quan hệ Nga Mỹ sau bầu cử chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ. Nếu Washington cởi mở xây dựng quan hệ bình thường với Moscow thì Nga cũng sẽ làm như vậy. Ông Putin nói thêm rằng điều này tùy thuộc vào chính quyền tương lai của Mỹ. Vừa qua Mỹ đã chính thức thông qua thương vụ trị giá 2 tỷ USD bán vũ khí cho Đài Loan giữa lúc căng thẳng ở khu vực này đang nóng lên. Lầu Năm Góc cho biết hôm 25 tháng 10, Mỹ đã phê duyệt một thương vụ vũ khí trị giá 2 tỷ đô la cho Đài Loan. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Lầu Năm Góc thông báo lô vũ khí bao gồm các hệ thống tên lửa trị giá 1,16 tỷ đô la và hệ thống radar trị giá ước tính 828 triệu đô la. Tuyên bố cho biết, thương vụ này phục vụ cho lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ bằng cách hỗ trợ những nỗ lực liên tục của bên nhận, quốc Đài Loan, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, thương vụ được đề xuất sẽ giúp cải thiện an ninh của bên nhận và hỗ trợ duy trì sự ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực cơ quan phòng vệ đài loan ủng hộ thông báo của mỹ đồng thời cho rằng thương vụ vũ khí sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không của đài loan trước các cuộc tập trận quân sự thường xuyên của trung quốc trong thời gian qua trung quốc coi đài loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời cần được thống nhất bằng mọi giá kể cả dùng vũ lực bắc kinh trong những năm qua đã tăng cường áp lực ngoại giao và quân sự đối với đài loan đồng thời yêu cầu mỹ tôn trọng nguyên tắc một trung quốc trung quốc chưa bình luận về thông báo mới của mỹ trong những lần trước đó bắc kinh thường chỉ trích mạnh mẽ washington vì cấp vũ khí cho đài loan Chính phủ Canada thông báo sẽ cắt giảm số lượng người nhập cư vào quốc gia này có thể lên tới hơn 100.000 người trong những năm tới. Theo hãng tin Reuters, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Canada đã giảm mạnh số lượng người nhập cư, đánh dấu nỗ lực đáng kể của chính quyền hiện tại trong việc thay đổi chính sách. Theo nguồn tin từ chính phủ, năm 2025 Canada sẽ tiếp nhận 395.000 người nhập cư mới, cắt giảm gần 100.000 lượt so với mốc 485.000 người trong năm nay. Con số này sẽ tiếp tục được kiểm soát ở mức 380.000 người trong năm 2026, và chỉ còn 365.000 người cho tới năm 2027. Số lượng người tạm trú ở Canada trong năm tới cũng sẽ được cắt giảm khoảng 30.000 người, chỉ còn khoảng 300.000 người vào năm sau so với con số 500.000 người mà chính phủ Canada đã lên kế hoạch trước đó. Suốt một thời gian dài, Canada đã luôn tự hào khi là quốc gia rất hoan nghênh và chào đón người nhập cư. Tuy nhiên, những năm gần đây. Thái độ này đã thay đổi một phần do có liên quan đến cuộc tranh luận về người nhập cư khiến giá nhà tăng cao. Theo thống kê từ chính phủ Canada, trong quý 2 năm nay, quốc gia Bắc Mỹ này ghi nhận 2,8 triệu người đăng ký tạm trú, bao gồm người lao động và sinh viên. Trong vòng 3 năm tới, Canada cam kết cắt giảm lượng người tạm trú ở mức 5% so với mức 6,8% được ghi nhận vào tháng 4 vừa qua. Đánh bật vi khuẩn cùng Sanitone khi mua 3 sản phẩm Saniton bất kỳ, khách hàng có cơ hội trúng ngay những phần quà giá trị như bộ chổi lau nhà Vileda, máy pha cà phê Melita và xét quà tặng sản phẩm Saniton trị giá 2.000 korun. Chương trình áp dụng với chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Khách hàng đăng ký tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng tại website tamdafoods.eu gạch chéo Thưa quý vị, các vùng hạn chế xe máy ở thành phố Hà Nội phải phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho rằng, thành phố đang phát triển nên ùn tắc giao thông là vấn đề hiện hữu. Để giải quyết những vấn đề trên, từ năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đặt ra nghị quyết hạn chế phương tiện giao thông ở một số khu vực ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Đến nay, hầu hết các mục tiêu lớn trong nghị quyết vẫn chưa được triển khai hoặc chưa có lộ trình cụ thể như cấm xe máy ở các quận, thu phí phương tiện vào nội đô. Nhằm cụ thể hóa luật thủ đô năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn. Phương tiện giao thông trừ xe điện, xe ưu tiên hoạt động ở khu vực này phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt Phương tiện không đạt tiêu chuẩn sẽ bị hạn chế hoặc trả phí. Thành phố Hà Nội đưa ra 5 khu vực hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm. Thứ nhất là khu vực tập trung các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và có mật độ dân cư cao. Thứ hai là các khu vực đang bị ô nhiễm không khí vì nguồn phát thải giao thông. Thứ ba là khu vực có hạ tầng đáp ứng được phương tiện giao thông công cộng phát thải thấp, có khả năng tổ chức sắp xếp giao thông phù hợp, thuận tiện, khoa học. Thứ tư là khu vực đủ điều kiện áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về phát thải của phương tiện Thứ năm là khu vực mà chính quyền và người dân đồng thuận xây dựng vùng phát thải thấp. Doanh số giao dịch trên 5 sàn thương mại điện tử đạt trung bình 25.300 tỷ đồng, 1 tỷ USD mỗi tháng với livestream và hàng giá rẻ được ưa chuộng, điều này có nghĩa là người Việt chi khoảng 1 tỷ đô la mua hàng online mỗi tháng. Thông tin mới được công bố trong báo cáo toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý 3 của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric. Theo đó, tổng doanh thu giao dịch của tháng 9 đạt hơn 227.000 tỷ đồng, tăng 37,66% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm bắt đầu trong mùa cao điểm khuyến mại và các lễ hội tích cầu mua sắm nửa cuối năm. Thống kê của Matrix bao phủ 5 sàn lớn nhất hiện tại là Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki và Sen Đỏ. Theo Matrix, TikTok Shop tăng trưởng tổng doanh số giao dịch cao nhờ hiệu quả của kết hợp giữa mô hình mua sắm và giải trí. Các mùa khuyến mại lớn ngày đôi, Nền tảng này thu hút được nhiều thương hiệu tham gia livestream với tần suất cao. Song song với đó, hàng giá rẻ đang trở thành cơn sốt. Theo metric, thị trường quý 3 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các phân khúc giá rẻ. Các sản phẩm giá dưới 200.000 đồng đang chiếm hơn nửa tổng doanh số toàn thị trường với mức tăng 9% thị phần so với năm ngoái. Phân khúc giá rẻ càng dậy sóng khi Temu mở dịch vụ bán hàng tại thị trường Việt Nam từ tháng 10. Sự hiện diện của Temu nối dài cuộc đổ bộ của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới trước đó như Shein Taobao hay AliExpress, chủ yếu phân phối hàng tận xưởng Trung Quốc. Diễn biến này được cho là có thể gia tăng thêm sức ép cho các nhà sản xuất bán lẻ nội địa. Ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm liên quan vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết, bước vào phần luận tội và tranh luận. Viện Kiểm soát đề nghị mức án đối với từng bị cáo, trong đó đáng chú ý mức án bị đề nghị cao nhất từ 7 đến 8 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Hồng, cựu đội phó đội tổng hợp phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương. Trước đó, trong phần trình bày tại tòa, bà Hồng bật khóc cho rằng mình không phạm tội và kêu oan. Lời khai của các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều cho biết bà Hồng chính là người đã nhận thầu thi công và tác động nhờ nhiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của karaoke An Phú. Viện Kiểm soát cáo buộc bà Hồng phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ba cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khác bị đề nghị mức án gồm Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng đều là cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương cũng bị đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Thuận An bị đề nghị mức án 3 đến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, bị đề nghị mức án 3 đến 4 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Đối với chủ quán karaoke An Phú là bị cáo Lê Anh Xuân, bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tại tòa, đại diện các gia đình bị hại tiếp tục nêu yêu cầu bồi thường dân sự với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên Đại diện gia đình nhiều bị hại cũng đã đề nghị tòa giảm nhẹ mức án cho chủ quán karaoke An Phú, vì theo họ, sau khi xảy ra vụ cháy, ông Xuân đã hỏi thăm gia đình các nạn nhân. Do khối lượng lớn bùn cát rác lớn ở khu vực cầu Phong Châu, nước chảy xiết cộng với tầm nhìn hạn chế nên việc tìm kiếm người mất tích cũng khó khăn, không có hiệu quả. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ vừa có kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị kết thúc việc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Ngay sau sự cố sập cầu Phong Châu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thiết lập hai sở chỉ huy tại hiện trường để chỉ huy thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm được 4 người mất tích, hiện còn 4 thi thể chưa được tìm thấy. Từ tình hình thực tế, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét về việc kết thúc tìm kiếm các nạn nhân còn lại cho lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân và các lực lượng khác về đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, giao sở giao thông vận tải chủ trì việc tháo rỡ, trục vớt phần còn lại của dàn cầu và các phương tiện đang bị chìm dưới sông, phối hợp với lữ đoàn 249, binh chủng công binh, huyện Lâm Thao, Tam Nông duy trì hoạt động cầu phao, phà phong châu, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phục vụ nhân dân đi lại. Lễ hội nước mắm lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo người dân du khách tham gia, trong đó có nhiều du khách người nước ngoài. Họ đã bày tỏ sự thích thú với nước mắm cũng như các món ăn truyền thống ở Việt Nam. Lễ hội nước mắm lần thứ nhất được tổ chức tại phố Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2024. Lễ hội có các hoạt động kết nối ẩm thực Việt Nam với các sản phẩm nước mắm truyền thống, các món ăn đặc trưng vùng miền. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa ẩm thực nước mắm của người Việt đến với các cơ quan ngoại giao, du khách nước ngoài. Chị Charlotte Svedens, một du khách đến từ Đan Mạch, lần đầu tiên đến Việt Nam trong một kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần. Chị đã có một tình yêu lớn đối với loại nước chấm của Việt Nam, đó là nước mắm. Chị cho biết đã dùng nước mắm được 15 năm và rất hào hứng khi đến với lễ hội này. Càng về đêm, không khí lễ hội càng tấp nập, đông đúc với đa dạng các hoạt động mua bán các món ăn truyền thống vui chơi giải trí, giới thiệu các sản phẩm nước mắm với quy mô trên 150 gian hàng, trưng bày triển lãm ngành nước mắm, tôn vinh thương hiệu nước mắm truyền thống vì sức khỏe cộng đồng. Lễ hội thu hút nhiều du khách nước ngoài đến ghé thăm và trải nghiệm. Bên cạnh đó, lễ hội còn có các hoạt động kết nối ẩm thực Việt Nam với các sản phẩm nước mắm truyền thống, các món ăn đặc trưng vùng miền được bán và thưởng thức tại chỗ khiến du khách nước ngoài vô cùng thích thú. Bên cạnh các gian hàng ẩm thực và trưng bày, Lễ hội nước mắm lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều talk show và diễn đàn, hội thảo chuyên ngành thảo luận về loại nước chấm này. dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại